vì để tên Nghiệp Chướng Vương Bác có thể cưới làm hồn. Cửu Vĩ Thánh Chủ muốn lấy cảnh giới thánh địa của Cửu Vĩ tộc làm của hồi môn cho ngũ nhân. Cảnh giới thánh đại của Cửu Vĩ tộc ta chứa vô số châu báu, ngàn năm mới mở một lần, người duy nhất có thể vào chỉ có thánh chủ đương thời. Một biến số, ta không hiểu ý của thánh chủ lắm. Trong cảnh giới thánh địa có một tiền bối của quy tộc đại năng vạn năm trước, vị tiền bối đó đang đợi ngươi. Huyền Vũ tiền bối đang ở trong địa ngục thương khung, Quy Hư tiền bối đang ở trong vô biên đại hải, Quang Minh cao cấp đang ở trong giao thế quang minh. Xin hỏi cảnh giới thánh địa là thiên địa nào? Thanh Thiên Bạch Nhật, Bồng Lai Tiên Cảnh, Lôi Dẫn Thiên Quy. Sao ngươi lại biết được? Ngũ nhân đã biết qua hệ thống từ trước, trên thế gian này quy có 4 loại đại năng. Đây là bí mật của ta, thánh chủ. Ngươi nói cảnh giới thánh địa ngàn năm mới mở một lần, bây giờ đúng lúc là 1000 năm phải không? Vẫn chưa đến, nhưng Lôi Dẫn tiền bối muốn gặp ngươi phải vào một chuyến. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ cùng các ngươi vào đó. Chúng ta phải 4 người các ngươi cùng ta vào cảnh giới thánh địa. Đi thôi. Cuối cùng chỉ còn phía đông Huyền Vũ Châu là chưa tìm. Hy vọng vận may của mình tốt hơn các phân thân khác. Có thể tìm thấy Ma Quy và Đế Tích Vi ở nơi này. Sau khi ngũ nhân chạy thoát khỏi ma sao, ma thánh liền phân thân thành 8, tương ứng với 8 đại châu của cổ thần đại lục. Tìm tung tích của Ma Quy. Cảnh giới thánh địa nằm trong thác nước này. Ngoài 8 đại cổ thần thú, chắc là người biết các tộc của 8 đại cổ thần chứ. Cửu Vĩ tộc là một trong 8 đại cổ thần tộc. Không ngờ ngươi đã đoán được, tộc mà ma tộc muốn tiêu diệt không chỉ là 8 đại cổ thần thú, còn có 8 đại cổ thần tộc. Vì vậy cho dù ở thời đại nào, 8 đại cổ thần thú và 8 đại cổ thần tộc đều ẩn mình trong thế giới này. 8 đại cổ thần thú và 8 đại cổ thần tộc đều bị ma tộc nhắm vào. Điều này chắc chắn có nguyên nhân phải không? Để Lôi Dẫn tiền bối giải thích cho ngươi vậy. Để ta nói cho ngươi biết. Không hay rồi, mau vào trong cảnh giới thánh địa. Người này chỉ là vũ đế cấp 8, đây là thuộc hạ của ma thánh, hoặc là phân thân của ma thánh. Chính xác mà nói, trong này nên gọi là cảnh giới thánh địa của cửu linh tộc. Vận may của hôm nay không tồi, không chỉ phát hiện ra cửu linh tộc là một trong 8 đại cổ thánh tộc, lại còn tìm thấy Lôi Dẫn Thiên Quy. Hồi đó, sự tan biến của Lôi Dẫn đã khiến ma thánh giám sát, lo lắng cho đến hôm nay, sợ rằng Lôi Dẫn Thiên Quy làm ra chuyện gì đó quá giới hạn, do đó mới nổi giận đùng đùng. Bây giờ xem ra sự lo lắng này đã được giải quyết rồi. Cửu linh tộc đã ẩn náu suốt 300 vạn năm, từ thế hệ này qua thế hệ khác cho đến bây giờ. Nếu bị hủy diệt ở thời đại của ta sẽ xấu hổ với liệt tổ liệt tông mất. Tất cả tộc nhân tuân theo quy tắc gia tộc bằng mọi giá, mau mau tiến đến, xâm nhập vào đại ma thánh địa. Các người có bản lĩnh đó không? Muốn tìm cái chết cũng đừng tìm như vậy chứ. Ngươi lại mạnh hơn rồi. Sau khi ngũ nhân chiếm được giới chỉ, đã thăng cấp lên vũ đế cấp 6, thực lực đang ở vũ đế cấp 7. Ta đoán ngươi chính là thân thân của tên ma thánh đó phải không? Tuy người đã đồng biến trở thành thành viên của ma tộc, nhưng chọc cũng chỉ có đường chết thôi. Ngoài ra, thân là ma lại được cửu linh tộc tiếp đãi, có khả năng ngươi là một biến số. Biết được thân phận của ta, vậy thì có nói gì ta cũng không thể giữ ngươi lại được. Giữ lại ta, ta là phân thân của ma thánh, muốn chuyển những chuyện này ra ngoài chỉ cần nghĩ. Chuyện gì thế này, bị chặn rồi sao? Phân thân của Huyền Vũ Châu vậy mà lại mất liên lạc với mình. Vào lúc ma thánh muốn đích thân kiểm tra tình hình, ở trước mặt đột nhiên xuất hiện một con thái cổ ma hầu. Ngươi muốn làm gì? Ta thấy thân xác ngươi bị phá hủy, chỉ còn hồn phách không nguyên vẹn, khiến ngươi cứ mãi lẩn trốn ở Thăng Long Cốc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được, sinh linh ở cổ thần đại lục, vì quyết tâm thoát khỏi cái lồng đó đã phải quyết đoán bao nhiêu đâu. Ta thực sự không thể hiểu được. Suy cho cùng, ngàn vạn năm trôi qua, các ngươi nào có lần nào đấu tranh đâu. Thử xem, nói như vậy là ngươi thực sự muốn phản kháng. Còn phải nói sao? Ngươi nên biết rõ, thánh giữa thánh cũng có khoảng cách. Hơn nữa, ngươi chẳng qua chỉ là tàn hồn. Ngươi muốn câu giờ? Vừa dứt lời, ma thánh liền muốn trực tiếp chấn áp Huyền Vũ Châu. Nhưng thái cổ ma thú lập tức đốt cháy tàn hồn, một gậy liền phá vỡ nanh vuốt ma quỷ. Thánh giữa thánh cũng có quy định, không ai được phép ra tay với cổ thần đại lục, dù có là ma thì cũng không được. Ngươi không muốn sống nữa sao? Trước kia ta chỉ là một thạch hầu nhỏ bé, sau này được cổ long lão tổ diều dắt, trải qua hơn 10 vạn năm tôi luyện, cuối cùng cũng thành đại thánh. Ngươi phải biết lời của công ngoài đối với ta có ý nghĩa gì chứ. Cổ long lão tổ hôm nay đã thành cổ long, ngươi từng bị ma hóa nhưng lại tự hủy thân xác, chỉ lưu lại tàn hồn. Vì hắn có ơn với ngươi nên ngươi mới hóa ma phải không? Thành ma rồi, ma tộc sẽ không để ngươi chết. Chúng ta là linh hồn của cổ thần đại lục, tuyệt đối không cúi đầu trước ma tộc. Ngươi muốn rời khỏi nơi này, vậy thì phải bước qua xác ta. Sau khi bí thuật của ta hoàn thành, các người đều sẽ phải chết. Đây là muốn dùng con át chủ bài rồi phải không? Ngũ nhân cũng không trì hoãn, dùng toàn bộ kỹ năng, thực lực của vũ đế cấp 9.
Đinh, kỹ năng dung hợp hoàn thành. Ngẫu nhiên giành được thánh thuật của Thái Cổ Ma Hầu. Hỗn Thiên Liệt Thiên Côn, sử dụng 2 lần. Vì để giết các ngươi, ta không ngại hủy hoại phần thân. Cưỡng ép thăng cấp cảnh giới cũng xem như vinh quang của các ngươi rồi. Kiếm Ma Trảm Thiên Quyết. Hỗn Nguyên Liệt Thiên Côn. Hỗn Nguyên Liệt Thiên Côn của ngươi vậy mà vẫn có người sử dụng. Nhóc con, ngươi đừng có phụ lòng những gì chúng ta đã bỏ ra nhé. Đây là... Nhóc con, bổn tọa tặng ngươi Đại Thánh Liệt Thiên Côn. Ta hy vọng ngươi, tay cầm Địa Thánh Liệt Thiên Côn, đạp Nam Thiên, tói Lăng Tiêu, thoát khỏi xiềng xích. Mau cầm Đại Thánh Liệt Thiên Côn chạy đi. Ma Thánh sắp đến rồi.